Dạ bà cô chú và tất cả các bạn nha. Thì hồi sáng giờ mình ở nhà để giữ tiệm, giờ trưa anh Nhân về ở nhà đó. Thì mẹ đi ra rủ mình xuống vườn, có mấy trái mướp á, đi theo mẹ xuống vườn chơi. Cái mình đi theo mẹ xuống đây bất ngờ quá, vàng mướp nó sập mất tiêu rồi. Cái khúc sau á, chắc khảo thì mưa dữ không mẹ? Mưa con, nó nặng lắm. Mưa cái nó nặng quá, cái vàng mướp nó sập. Mà bữa hổm mình đi mấy bữa của nhà thì mẹ cũng có thu hoạch mướp được mấy cái á. Ngày nay nó cũng có trái mướp thì nó ra chiền chiền hoài à. Giờ mình vô mình coi cái vàng mướp nha. Chào cả nhà. Giờ mình đi với mẹ nè. Trời, mấy cái đậu bún của mình nó trồng á, mình cũng hy vọng lắm. Mà đợt này tiêu rồi, nó không có tốt như mong đợi. Tại vì bị gặp quá nhiều trận mưa. Với lại nó ở xa nhà, mình cũng không tiện để chăm sóc nhiều. Cũng có ăn nhưng mà nó không có tốt như người ta. Trồng mướp mà thấy môn nó lên tốt phun mướp nữa. Nó canh xào gì cũng được con. Cái dây dưa gan của mình nay bắt đầu có trái rồi. Dưa gan này là dưa gan trái dài nè. Mẹ đang bao lại nè. Ôi, dưa gan này trúng giống luôn hả mẹ? Trái nó dài á. Có nhiều loại dưa gan lắm. Dưa gan tròn nữa mà mình thích cái dưa gan dài à. Tại vì dưa dài á, nó nhiều khi trúng cái dưa sáp á. Mình ăn nó dẻo. Nó dẻo dẻo, nó mục bột. Còn cái gặp cái dưa tròn mà nó sượng rồi á, ăn nó lặt nhách là nó không ngon. Pepsi nó đi tắm rồi nó mới lên nè. Đó. Trưa nắng là tự động nó đi tắm luôn á. Mấy cái dây bầu còn không mẹ? Còn ngon mà nó không tốt luôn nè. Tại vì ngoài đây nay cỏ nó lên nhiều với gặp mưa quá. Mẹ mình đang cắt cái trái mướp nè. Thu hoạch mướp. Thu hoạch mướp. Đằng này cũng có nữa mà. Cái giống này khác nữa nè nên cái trái nó không có dài. Còn đợt trước mình trồng mướp rắn thì cái vàng nó sập rồi nên là chưa có thấy trái nào hết trơn á. Cái trái mướp này nhìn mắc cười quá à. Nó bị ông bầu đốt nó khúc nè. Nó bị ông chết rồi nè. Nó dài. Mà nó cũng dài, khúc dưới mình cũng còn ăn được á. Mướp non đợt này ra cũng nhiều. Đó, cái vàng bị sập luôn. Tưởng đâu trái nhiều sập, ai ngờ lá nhiều quá nó đeo sập. Sập vàng luôn. Để cha mai chừng nào ấy cha ra cho sửa rồi. Cái trái mướp non nó ra nè. Nó có cái bông ở dưới nữa nè. Nhìn dễ thương ra. Cái trái này dài nè. Đợt này cái giống bị cong rồi nha. Làm như mình bỏ vô cái bịch nó không được thẳng đó mẹ. Nên là cái trái mướp mình nó không có dài được. Mình bỏ vô bịch đó thì nó mới không ăn bầu không đứt. Nếu ông không đút thì sẽ bị cong, còn nếu để thẳng thì ông nó đút hết, mình ăn không được. Mình trồng cây gì mà nó ra bông ra trái nhiều, nhìn thấy ham ghê không? Cái trái mướp nè, nó còn non mà nó dài, đã gì đâu á. Ở đây có một cái trái thiệt là dài luôn nè. Chiều nay mẹ ra mẹ bao lại. Nói đi, không có đem bao. Mướp non của mình nó còn ra nhiều lắm. Cái này mình phải lấy bàn bao lại trên đây quá trời nè mẹ ơi. Hai ba trái luôn á. Này để chiều hay gì cha ra sửa lại, nó bị gãy cây nó sập vàng. Trong đây có mướp rắn rồi bầu hồ lô rồi nữa mà nó chưa có lên. Bầu thì nó đã bò rồi, lên vàng rồi đó, có bông rồi mà mình chưa có thấy trái. Đó, bên trong có cái gì bầu á. Mẹ mình đang cầm cái bao bưởi á để hái rau bỏ vô đặng về luộc. Dùm đi xuống dưới coi mấy trái ổi của mình cây này nó bự chưa? Hay là nó đã thúi? Không biết còn không nữa. Mẹ hái đợt nhãn lồng. Nhãn lồng mình ăn dễ ngủ lắm nè. Ở trong thuốc bắc hình như được gọi là cây lạc tiên. Cha rành mấy cái tên lắm mà mình biết ít lắm. Ăn cho dễ ngủ. Mà giờ ngủ rồi ăn cái gì cho thức? Có cái cây gì ăn cho thức không mẹ? Mẹ không biết. Ở dưới đây có cây ổi ở bên đây. Cỏ nó lên quá rồi, giờ cái nhìn không thấy cây ổi.
FC nó đang bắt cái gì nè. FC ơi, con bắt chỗ cái gì ạ? FC kêu nó không nghe luôn á, nó sợ chuột chạy hay gì á. FC đây nè, nó nghe nó quắt đuôi mà nó không chịu quay mặt lại luôn á. Đây cây ổi của mình nè, bữa trước mình thấy hai trái mà sao giờ không có trái nào hết trơn, chắc sâu ăn nó rụng nó mất rồi. Ở Ruby á, vườn của mình cũng được mấy cây xoài nữa nè, hái ra rồi về mẹ, nắng quá nắng rồi. Xoài trong vườn nó bị rập á, nó cao vài năm nữa là trái dữ lắm luôn. Kêu mẹ ơi hái rau về, cái bác sĩ nghe vậy anh chạy tới. Mùa mưa này giờ cỏ nhiều hơn rau rồi. Nhãn lồng quá trời mà. Nè cái đợt nhãn lồng nè, mình hái cái tua đó mình bỏ đi ăn nó cứng. Đó mình ăn cái lá đó. Nhãn lồng có cái trái nó chín thì mình ăn nó chua chua ngọt ngọt. Mà mấy cái này còn non quá, chưa có thấy trái. Chưa có trái thì mình ăn cái đọt. À, người ta mùa này đi nhổ nấm mối quá trời luôn, còn vườn mình không có miếng nấm mối nào á. Hai mẹ con cứ đi nhìn nhìn. Kiếm mà không có. Nhỏ ăn giờ mà thấy được cây nấm mối chắc mừng lắm, la làng luôn. Bữa hả mình đào mì á, chặt cái cây ghim lại mà nay nó lên cây quá trời nè mẹ. Này nè phải không? Bên kia có cây mì tốt ghê không? Trồng xả đâu nữa. Hôm đó có cây lá lốt con trồng đó, không biết còn không à, lót á. Mấy mốt mà nó lên thì để dành nướng thịt rồi ăn, con có trồng nó mấy bụi. Mà thấy anh thấy có anh kêu chừng nào trồng ra anh cho. Ừ. Bữa hổm con cũng xin của ảnh chứ đâu. Đây, cái cây lá lách này giống như lá trầu mà cái cây này á mình quấn thịt nướng ăn ngon lắm luôn. Mấy cái bông mướp này mà nếu mà mình có nhiều quá mình hái về xào thịt ăn cũng ngon nữa nè. Hoặc là mình nấu canh á, luộc ăn cũng ngon nữa. Mấy cái bông bò dưới đất này hồi mẹ hái về luộc ăn luôn mẹ. Ngọt lắm ạ. Cái bông này ăn ngọt ngon mà nó thơm, cái mùi đặc trưng nữa. Mà cái bông này là không phải bông có trái nha, bông này, bông này bông cái, còn có trái là bông đực phải không? Hay là cái mới có trái, còn đực thì không có trái. Đực còn không biết đực hay cái nữa. Trên vàng đó cũng có mấy bông cái á, cái hái mấy chùm chùm nó về mà luộc ăn ngon mẹ. Thường thường á mình có nhiều mình mới hái, còn có ít á thì mình phải để cho ong bướm nó thụ phấn. Cái con ong nó thụ phấn á thì nó mới có mướp mình, nó mới có nhiều trái. Còn nếu mình hái hết bông cái á, ong nó không có gì thụ phấn á là cái vàng của mình nó không có trái. Nhưng mà tại vì cái vàng này mình cũng ăn nhiều rồi đó, nên là bữa nay mình hái được rồi. Cái dây bầu nè, cái ngọn nó bò ra tới đây rồi mà cái bông bầu nó ngộ lắm, nó màu trắng. Bầu thì cái bông nó mình ăn không được, tại vì nó hơi hôi hôi với lại nó có lông á. Mẹ bứt cho con bọ hả? Bọ nó có ăn rau trai lắm. Rau trai đó mình luộc ăn cũng được nữa. Ở quê mình rau nhiều á, loại gì cũng có.
gặp ở thành phố hoặc là mấy chỗ chợ rồi đâu có rau nhiều mà. Muốn ăn gì cũng phải mua bằng tiền hết á, còn ở quê mình nó rau nhiều mênh mông luôn. Nay ăn loại này, mai ăn loại khác. Trời ơi, thiệt là khủng khiếp. À, buổi trưa nắng mấy con sâu nó leo lên lá này phơi nắng nè. Thường thường nắng người ta sợ người chết luôn, mà sâu sâu này nó leo lên đây nó phơi, nhìn ghê quá trời luôn. Đây là chùm 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 luôn á. Mới đầu nhìn thấy tưởng đâu cái bông gì không, mà mẹ chỉ mới nói trời là giống như nó bận ở thùng sọc nó ngồi. Sao thiếu gì chỗ mà không đậu riêng ra mà sao nó đeo chùm chùm như cái bông gì nè, mới đầu nhìn ghê quá mẹ. Ôi nhìn nó như bận áo thun sọc thiệt luôn á, sợ muốn chết luôn á. Cái cây ớt mà bữa hai mẹ con mình bứng đi ra vườn trồng nè, nó bự nhiêu đây rồi nè, nhanh ghê luôn á. Cây này cây ớt hiểm, ớt hiểm này để dành mình nấu gà ăn cũng ngon nữa. Ớt xanh xanh á, ớt có xanh xanh ngọt. Dạ, cái lá nó mình có thể hái luộc hoặc nấu canh ăn cũng được nữa, mà tại thấy nó tốt quá hái uổng để dành cho nó ra bông. Pepsi. Đợi về hả? Không cho bà làm. Không cho bà làm, trưa nắng là nó không cho làm á. Để cho bà làm chứ. Cho bà nhổ cỏ đi. Không cho bà làm á. Thôi về bỏ Pepsi. Mình về mẹ. Đi, đứng lên về bỏ Pepsi. Bà làm nữa. Con mẹ cãi mày làm cái nó ôm tay mẹ mày nha. Bà làm nữa, bà không về. Trời nắng nó không cho mẹ làm. Kỳ cục thiệt á. Ôi ơi, hung bà miếng đi. Hung bà bác xe này, hung bà miếng nè, hung bà miếng rồi bà về. Thôi bắt tay bà đi rồi bà về. Trời ơi ghê không? Rồi con bắt tay bà lại cái nữa bà mới về nè. Nhắn lên. Nhắn lên. Trời. Nè. Trời ơi, trời ơi. Bắt tay bà đi rồi bà về. Đến lên. Kêu nó làm là nó làm hoài luôn á. Pepsi ngoan dữ lắm. Ngoan quá. Rồi con buông xuống rồi bắt tay bà lại. Rồi bắt tay bà nè. Pepsi. Giận rồi. Kêu bà làm hoài, bà kêu làm hoài bà không về. Kêu làm mày về mà là ngồi làm hoài không về, cái nó giận nó không làm nữa rồi. Đi về mẹ, về chiều ra làm nữa chứ nắng lắm làm không nổi đâu. Đi. Lâu lâu cái buổi trưa mình mới có thời gian rảnh, hai mẹ con mới đi ra vườn kiếm rau đồ này kia về nấu canh ăn rồi luộc nữa. Mẹ mình hái nhiều đó chứ mà ăn luôn hai nhà. Lâu lâu đi ra vườn. Còn nếu mà đi ở nhà mắt coi nhà mẹ đi vườn thì mẹ cũng hái về ngang cái mẹ cho. Giờ mình về cho anh Nhân buổi chiều còn đi làm á. Clip của mình cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại cả nhà ở những clip sau nha. Còn bây giờ thì mẹ con của mình xin chào và hẹn gặp lại.